Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 8, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự chỉ đạo chúc mừng đại hội có đồng chí Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Đào Đức Anh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Đức Nam, huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện, các đồng chí trong chi ủy chi bộ và 26 đồng chí đảng viên trong chi bộ đã về dự đông đủ. Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai. Xuất phát từ đặc thù của đơn vị là được sáp nhập từ 3 cơ quan với chức năng nhiệm vụ khác nhau. Nên hiện nay trung tâm có 3 tổ chuyên môn gồm thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với 26 đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên trong Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện không những giỏi một nghề mà còn biết nhiều việc để cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được các cấp các ngành và nhân dân trong huyện ghi nhận, biểu dương khen ngợi. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, đảng ủy cơ quan ủy ban nhân dân huyện. Nên mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức khi dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài, song với tinh thần đoàn kết thống nhất, cấp ủy chi bộ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện luôn lãnh đạo cơ quan, các tổ chức quần chúng trong đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ đã đề ra. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm quan trọng mà chi bộ tập trung lãnh đạo chỉ đạo hiệu quả trong nhiệm kỳ qua, đó là công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ đều phát huy được tính tiên phong gương mẫu, tuyệt đối tin tưởng và chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Công tác tổ chức xây dựng Đảng luôn giữ vững nề nếp sinh hoạt chi bộ. 100% đảng viên trong chi bộ tham gia học tập tốt các chỉ thị nghị quyết được tổ chức ở Đảng bộ chi bộ và của ngành. Sau những đợt học tập chính trị, 100% đảng viên viết bài thu hoạch. Từ đó nhận thức của mỗi đảng viên, mỗi cán bộ công chức viên chức được nâng lên. Trong các đợt sinh hoạt đảng, các đảng viên có ý thức thực hiện tự phê bình với tinh thần xây dựng, bảo đảm chế độ dân chủ trong đảng và giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, làm việc đúng quy chế. Đảng viên thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm. Công tác phát triển đảng viên cũng được chi bộ quan tâm. Trong nhiệm kỳ, chi bộ đã kết nạp được 3 đảng viên mới. Đồng thời luôn tạo mọi điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ, chi bộ cũng đã cử 3 đảng viên được đi học tập trung cấp lý luận chính trị và làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Nhiệm kỳ qua chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt chi bộ trong sạch vững mạnh. Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm kỳ qua chi bộ đã bám sát các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tập trung vào công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện. Tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Công tác tuyên truyền của trung tâm đã thực sự phát huy vai trò định hướng dư luận, góp phần động viên các tầng lớp nhân dân cùng chung sức đồng lòng trong mọi phong trào thi đua yêu nước. Công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và hình thức, chú trọng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh của đài và tin bài trên cổng thông tin điện tử của huyện trên trang fanpage. Trong hơn 2 năm qua, trung tâm đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn trong lĩnh vực thông tin tuyên truyền. Đó là đăng tải trên 15.000 tin bài, phóng sự và các văn bản chỉ đạo điều hành của huyện trên cổng thông tin điện tử, trên đài phát thanh và trên trang fanpage. Thực hiện gần 800 chương trình phát thanh tổng hợp, trong đó có 13 chương trình phát thanh đặc biệt Mừng Đảng, Mừng Xuân Mới, đã sử dụng gần 10.000 tin bài viết. Duy trì mỗi ngày một bản tin tối với trên 1.400 tin phóng sự. Ngoài ra, trung tâm còn tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí trung ương và thành phố hàng trăm tin bài viết, phóng sự về các nhiệm vụ chính trị của huyện.
luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn hóa văn nghệ cũng là một mặt trận và anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Trong công tác văn hóa văn nghệ, chi bộ trung tâm cũng đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh các phong trào phù hợp với thực tiễn, đã chủ động tập trung trang trí tuyên truyền cổ động trực quan với 1.200 chiếc banner thả, gần 6.000 pano, hàng nghìn lượt cờ hồng, cờ đảng, cờ tổ quốc. Trong hơn 2 năm qua, trung tâm đã tổ chức thành công hàng chục chương trình văn nghệ, liên hoan, hội thi, hội diễn, phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của thủ đô và của huyện được nhân dân đánh giá cao. Phối hợp tổ chức các liên hoan, hội thi, hội diễn và tham gia liên hoan do thành phố tổ chức. Cụ thể, đạt giải nhì trong liên hoan nghệ thuật quần chúng các xã nông thôn mới, phường Văn Minh Đô Thị, Hà Nội lần thứ nhất năm 2022. Giải nhì hội thi tuyên truyền giới thiệu sách hè thiếu nhi thủ đô năm 2022. Tham gia liên hoan giọng hát họa mi, múa hát tập thể thiếu nhi thủ đô. Tiếp tục mở các lớp năng khiếu, các câu lạc bộ sinh hoạt hè tại trung tâm. Trong công tác phát triển phong trào thể dục thể thao, chi bộ trung tâm đã đẩy mạnh các phong trào luyện tập thể dục thể thao để góp phần nâng cao thể lực cho nhân dân trong huyện. Tính đến năm 2022, trên địa bàn huyện có 150 câu lạc bộ thể dục thể thao quần chúng. Trong 2 năm qua, trung tâm đã tổ chức được gần 100 giải thi đấu cấp huyện, thu hút gần 10.000 lượt vận động viên tham gia thi đấu. Cử các vận động viên tham gia 40 giải thi đấu cấp thành phố, đạt 60 huy chương các loại. Hàng năm đều có vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp ngành toàn quốc ở các môn thế mạnh như vật võ cổ truyền, mang về cho thể thao thủ đô nhiều huy chương. Đặc biệt tại SEA Games 31, huyện Quốc Oai đã có 6 vận động viên tham gia thi đấu và giành được 7 huy chương, trong đó có 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Năm 2022, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, cơ quan thường trực của Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai đã tập trung chỉ đạo và giúp đỡ 21 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch, tạo được khí thế vui tươi phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Hiện nay đang tích cực chuẩn bị các công việc để phục vụ cho Đại hội Thể dục Thể thao huyện Quốc Oai lần thứ 9 diễn ra vào cuối tháng 9 tới. Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xác định một số chỉ tiêu chủ yếu. 100% đảng viên trong chi bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối tin tưởng và thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chi bộ giữ vững tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, chi bộ cũng tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong cơ quan. Trước khi diễn ra đại hội, chi bộ đã phát động nhiều phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong cán bộ đảng viên và người lao động, tạo được hiệu ứng tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Các tổ đều có những phần việc ý nghĩa, những đổi mới đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được lãnh đạo chi bộ và cơ quan ghi nhận đánh giá cao. Đại hội đã tập trung thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao. Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết có chất lượng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, để mỗi cán bộ đảng viên trong chi bộ xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Với tinh thần tập trung, dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã bầu chi ủy chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí và bầu các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ. Đồng chí Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Duy Thị Minh Thu, Phó Giám đốc Trung tâm, giữ chức Phó Bí thư chi bộ. Đại hội cũng thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cán bộ hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Phú luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao bằng những việc làm thiết thực tại cơ sở. Mô hình tuyến đường cựu chiến binh tự quản là một trong những hoạt động mang lại hiệu quả trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh tại địa phương. Năm 2019,
Hội cựu chiến binh xã Tân Phú đã phối hợp với chính quyền địa phương đảm nhận tuyến đường tự quản với chiều dài gần 1,5 km, với tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông và trồng hoa trên tuyến đường. Qua thời gian triển khai thực hiện, các hội viên của Hội cựu chiến binh xã đã gương mẫu đi đầu và tích cực vận động người dân sống xung quanh tuyến đường, giữ gìn vệ sinh môi trường xanh sạch đẹp, chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, tích cực trồng hoa và cây xanh hai bên đường. Định kỳ hàng tháng, Hội cựu chiến binh xã vận động hội viên phát quang làm vệ sinh tuyến đường, nhổ cỏ cho hoa, nhắc nhở các thành viên trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Sự tự giác gương mẫu của các cựu chiến binh đã góp phần đưa công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao. Vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông tại đây chuyển biến rõ nét, bước đầu làm thay đổi thói quen, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, góp phần tích cực cùng địa phương tiến tới xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Chúng tôi đánh giá rất cao cái vai trò của đồng chí chủ tịch Hồ Chí Minh đã cái phát động phong trào cái mô hình về trồng cây hoa, tuyến đường nở hoa của xã Tân Phú được chủ tịch Minh duy trì rất tốt để tham gia cái phong trào. Đây có thể nói là với cái vai trò trách nhiệm của Hội Chí Minh trong toàn xã nêu cao tinh thần đối với bộ đội cụ Hồ, tôi đánh giá là rất cao. Thì có được cái kết quả này là có sự đoàn kết của ban chấp hành của Hội Chiến binh từ xã đến chi hội tham gia các cái hoạt động phong trào rất tốt. Hội Chiến binh Tân Phú đã ra quân để thực hiện công tác tổng vệ sinh toàn bộ khu vực tuyến đường nở hoa và khu vực kiến trúc liệt sĩ. Đây là việc làm thiết thực để chào mừng đại hội cựu chiến binh Thiếu Quốc Oai và cũng như của thành phố Hà Nội cũng như là tiến tới là đại hội chiến binh của Trung ương Hội Việt Nam. Đấy, như vậy thì cái đây là cái công việc thiết thực mà có ý nghĩa rất lớn cho phong trào hội cựu chiến binh của xã Tân Phú chúng tôi năm nay. Đấy, thì ngoài cái phong trào chung về cái tuyến đường nở hoa và một các công trình khác thì những năm tháng vừa qua thì từ khi mà đại hội của nhiệm kỳ trước cũng như sang đầu chúng tôi làm rất là nhiều việc, ví dụ như là xã hội hóa toàn bộ những cái cùng tham mưu cho đảng, cho chính quyền địa phương là để coi như là vận động xã hội hóa để sắm về toàn bộ trang phục, xe tang, lồng kính, máy lạnh cho cựu chiến binh. Thì bên cạnh đó là vận động xã hội hóa nhân dân ủng hộ là làm một cái trang liệt sĩ như vậy. Thì cái trị giá kinh phí xã hội hóa tầm khoảng trên 200 triệu đồng. Với ý chí bản lĩnh của những người lính bộ đội Cụ Hồ luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận, trong thời gian tới, Hội cựu chiến binh xã Tân Phú tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, đặc biệt coi trọng phát triển các mô hình mới và nhân rộng các điển hình hội viên gương mẫu trong tham gia xây dựng nông thôn mới với những việc làm cụ thể thiết thực. Hội cựu chiến binh xã cùng với hội viên và nhân dân tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa hơn nữa, đồng lòng chung sức cùng với địa phương hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!